Con hươu nhà tôi là mô hình kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nhung Hươu Việt do anh Nguyễn Khắc Huân ở xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh làm chủ. Theo mô hình này, khách hàng sẽ được nhận nuôi hươu trong trang trại của anh Huân với giá từ 20 tới 40 triệu đồng một con. Hươu được nhận nuôi sẽ được đánh mã số riêng, gắn mã vạch. Chủ nhân có thể truy xuất nguồn gốc và quá trình chăm sóc hươu của mình thông qua mã vạch hoặc camera được gắn trong trang trại. Sản phẩm từ hươu sau khi thu hoạch, chủ nhân được toàn quyền quyết định cách sử dụng, có sự hỗ trợ của chủ trang trại. Với mô hình này, khách hàng không tốn công chăm sóc hươu nhưng vẫn có sản phẩm sạch sử dụng, còn trang trại thì có đầu ra ổn định hơn. Ở mô hình này thì người sở hữu con vật, con hươu sao sẽ được giám sát trực tiếp bằng việc là có camera theo dõi hàng ngày, có mã QR, có số để cho khách hàng theo dõi. Đồng thời trong quá trình chăn nuôi, nếu mà gặp bất cứ vấn đề gì thì bên trang trại sẽ thông báo, sẽ cập nhật thông tin đầy đủ cho người nuôi để người nuôi cập nhật thông tin được sớm nhất và nhanh nhất có thể. Với mong muốn giới thiệu lan tỏa mô hình con hươu nhà tôi, tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, TikTok Việt Nam phát động chiến dịch sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok bằng cách tổ chức một cuộc thi sáng tạo video trong vòng 24 giờ. Đầu tiên tham quan mô hình nuôi nhung hươu siêu lợi nhuận. Cùng với sự tham gia của các hot TikToker nổi tiếng, hashtag con hươu nhà tôi, Hello Hà Tĩnh đã được kích hoạt trên nền tảng TikTok từ ngày 15 tháng 9. Chỉ trong một thời gian ngắn, đến nay, hashtag con hươu nhà tôi đã có 20 video lên xu hướng của TikTok, đạt hơn 21,3 triệu lượt xem. Nhờ có chuyến đi lần này mà Bích Hồng thì được biết thêm rằng là Hương Sơn Hà Tĩnh có thêm một cái con hươu rất là nổi tiếng, thay đổi cả cái cuộc sống của người dân và là một cái chất liệu vô cùng quan trọng trong những nhà sáng tạo lần này đi để khi mà quảng bá chung về tỉnh Hà Tĩnh, về những danh lam thắng cảnh, đặc sản và đặc biệt là nông sản thì trong đó cái con hươu chiếm một cái vai trò vô cùng mới và quan trọng trong chuyến đi lần này. Chúng tôi thấy một trong những cái dòng đặc sản có giá trị và có những cái mô hình phát triển kinh tế rất là hiệu quả, đó là nuôi nhung hươu. Sự tuyên truyền quảng bá trên nền tảng mạng xã hội thông qua cái chiến dịch về giới thiệu đặc sản, sản phẩm ô cốp của tỉnh Hà Tĩnh trên nền tảng mạng TikTok xã hội thì chúng tôi hy vọng cái mô hình về con hươu nhà tôi cũng như nhiều vật nuôi và cây trồng khác của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng cũng như nhiều địa phương sẽ được biết đến và được nhân rộng. Bằng cách thức quảng bá mới mẻ, độc đáo, phù hợp với xu hướng sử dụng mạng xã hội của người dùng, mô hình con hươu nhà tôi đã được giới thiệu rộng rãi trên nền tảng số. Mô hình này đã mở ra những hướng đi mới trong việc quảng bá và tiêu thụ nông sản trên nền tảng số cho thanh niên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ sản phẩm ô cốp của Hà Tĩnh, qua đó mang các đặc sản Hà Tĩnh đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.